Em vừa về mẫu xe dây bản GL đời 2000 anh em. Đời 2000 nha, 7 chỗ. Dẫn động cầu sau, máy 1.8 nè. Sơn xanh vỏ dưa. Xe hồ sơ chính chủ luôn anh em. 61E18119. À, chủ nhà kết hợp là thay 4 vỏ mới tinh nè. Lên vàng bông di súp nè anh chị nè. Đó, vỏ nè, vỏ khá là mới nhá. Em này gầm bọc đẹp nè, gầm bọc là không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Gia đình đi mẫu này nó bền. Được cái cầu sau nữa anh em. Cầu sau nó khỏe. 1.8 chạy đâu đó lanh quanh rơi cho anh chị nằm tầm 8-9 lít. Mặt ca lăng phía trước chủ nhà cũng đã lên nè. Đây anh em. Lên đèn nè. Lên mặt ca lăng nè. Đó, mặt ca lăng này của đời 2004 và 2005. Lên cản nè, đẹp chưa anh em. Gia đình đi mẫu này ok rồi. Giá tiền tầm thấp cho anh em thôi. 95 triệu mẫu này. Anh em mua chừng anh có bớt luôn nha anh em. Đó, bạn GL. Màn hình đầy đủ rồi, màn hình cam dê full nữa rồi. Bốn cánh cửa tappy rồi, chủ nhà bọc toàn bộ hệ thống 5D. Đó, xe cỏ thôi anh em, mấy chục triệu quay đầu. Thu mẫu gen tre. Mua về che nắng che mưa kể. Anh em có chở đồ đẹp đi cũng ok nha. Gập ghế lại thì chúng ta sẽ có băng chứa đồ rất là rộng. Đây anh em nè, 7 chỗ rộng rãi nha. Bên đây chúng ta sẽ có dàn lạnh nguyên bản của dòng GL nè. Hai dàn lạnh luôn. Nói chung là đi 7 người thì anh em ngồi mẫu này anh em yên tâm, không có sợ bị nóng. Máy móc êm lắm. Kính là hệ thống đinh bấm điện của em nó còn theo xe hết nha bà con. Xe về chừng anh cũng dọn kỹ lắm rồi. Đó anh em lấy về 7 chỗ siêu rộng. Siêu rộng cho anh em. Đó là phong dáng của em dây. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục cục máy cùng với Trường Anh nè. Trợ lực nhà Tân. Đó, anh chị bản GL sẽ có gương chính điện nguyên si nhé. Anh em ạ, à, được chưa anh em. Máy êm lắm, máy móc bao êm luôn. Đây anh em trải nghiệm cục máy, máy lạnh Trường Anh đang mở luôn á. Máy lạnh thì bao lạnh cho anh em rồi. Và phía sau chúng ta có dàn lạnh thì anh em ngồi anh em không có sợ bị nóng đâu. Đây là cục máy của em dây. Buông mẫu đi về đi câu cá không được. Cầu sau thì đi được cái nó khỏe xe nha anh em nha. Nó khỏe cực kỳ luôn. Đây là cục máy nè. Cục máy bên cho anh dọn hết làm đẹp rồi. Toàn bộ cho anh em rồi. Hệ thống boe. Đây là ổ ga nguyên bản của dòng Toyota nè. Xe không có dấu gì là mở luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không. FI nha. FI hết toàn bộ. Chén dầu. Em này xài toàn bộ hệ thống len cô điện nha bà con. Máy số em này là bao chất bao rim. Bốn máy nè. Đây là phía dưới là bùng đốt nè anh em nè. Đó anh em thấy bùng đốt chưa có mở luôn nè. Anh em thấy không. Ở trên là mặt nắp đầu của ron cam cò đây nè. Keo nguyên bản của đầu mặt nắp ron cam cò còn nguyên si như thế này. Bùng đốt chưa mở luôn. Số cầu sau là tuyệt đối rim. Đó, ít tiền che nắng che mưa thôi, xương đầu. Xương đầu là không có đâm pha lỗi lầm ở trên chiếc xe nè. Đây anh em. Nắp capo nè. Anh em coi nè, những sóng cân như nắp capo. Nó còn nguyên bản lắm. Trải nghiệm phần máy cùng với em nha. Máy nổ êm lắm. Máy em không? Riêng mẫu này đi xe là bao anh em đi rồi. Chủ nhà có thay về đường rút bê nước à. Đó, có thay cái đường bơm nước chứ. Đó, thay đường bơm nước nha cô chú anh chị. Đó, xe có sao là báo thẳng mới chuẩn vậy. Được cái liền, không cần cúng lỗi đâu anh em. Anh em lấy mẫu này về chạy đi sướng. Trần Anh cũng vừa giao một em dây đời 2001 đi ra tới Huế luôn cho khách luôn. Xe chạy một mạch, không có chuyện mà nằm đường luôn anh em. Đó, đi 1000 cây, mẫu xe dây màu đen cho anh giao ra tới gần Thừa Thiên Huế cho khách luôn á. Sáng nay khách nhận xe rồi, khách hài lòng với mẫu xe bên Trường Anh rồi. Còn anh chị thì sao? Anh chị đã có xe chưa? Đã nhận xe chưa? Chưa có thì alo cho em. Số nè, em này số rin nè. Anh chị, số cầu sau nè. Đó bà con coi là khô ráo nhá. Không có dấu hiệu là nhớt nhau ở dưới gầm. Gầm đẹp nè anh em. Gầm sạch sẽ lắm. Đó, gầm đây.
không có một tí bụng bò ở dưới gầm nha anh em. Anh em nào quan tâm mẫu JGL đời 2000 thì alo cho Trần Anh Ô Tô. 7 chỗ siêu rộng, giá có mấy chục triệu quay đầu. Anh em mua mẫu đi về, anh em có thể tiết kiệm được nhiều thứ. Như anh em chở đồ đạc nè, chở hàng hóa, tất cả mọi thứ đều ok hết. Về kể cả anh em tập chạy tập lái nó cũng khỏe rồi. Cầu sau đi bao sướng. Mà được cái hàng thương hiệu của dòng dây thì bà con biết rồi. Đến từ nhà Toyota và bà con hiểu rồi. Đăng kiểm tháng 5 2024. Anh em nào quan tâm mẫu này alo cho Trần Anh nha. Trần Anh chào anh em.